Phương Anh Đào được dự đoán là nữ chính đầu tiên của một phim Việt cán mốc doanh thu 500 tỷ đồng. Tri thức, Niu có cuộc trò chuyện với Phương Anh Đào trong số mới của Jack Choi. Không khó để tìm một nữ diễn viên trẻ, đẹp ở Việt Nam. Nhưng để kiếm được một diễn viên vừa đẹp vừa tài năng lại là bài toán không dễ giải cho nhiều đạo diễn Việt ở thời điểm hiện tại. Cũng vì thế mà Trấn Thành phải mất khá nhiều thời gian trong hành trình tìm ra nữ chính cho Mai. Đến khi gặp Phương Anh Đào, đạo diễn nhận ra đây chính là cô Mai mà anh đã cắt tiền vàng bao lâu nay. Phương Anh Đào là định mệnh, hơn cả một sự lựa chọn với Trấn Thành. Còn Mai chính là định mệnh của Phương Anh Đào. Gần 90 ngày quay phim và cả quãng thời gian dài sau đó, Phương Anh Đào luôn mặc định tôi là Mai. Mai giải tỏa cơn khát của tôi trong nghệ thuật. Hãy bắt đầu từ doanh thu của Mai. 400 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy 2 tuần phát hành. Con số này với chị có ý nghĩa gì? Niềm vui và sự biết ơn vô hạn đến những người tạo ra Mai và khán giả yêu thương bộ phim. Tôi thật sự bất ngờ, không nghĩ mọi người dành nhiều tình cảm cho mình và Mai đến vậy. Phim có thời lượng rất dài, hơn 2 tiếng. Nên chỉ sau chưa đầy 2 tuần đã đạt được thành tích như vậy. Tôi và mọi người trong đoàn đều chung cảm giác chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cười. Tại sao lại chưa biết chuyện gì đang xảy ra khi đã có Trấn Thành là bảo chứng của những bố già, nhà bà nữ hàng trăm tỷ đồng? Là một diễn viên, tôi quan trọng việc khán giả phản ứng và phản hồi như thế nào về vai diễn, sự thể hiện của mình. Tất nhiên, doanh thu cũng phản ánh được mức độ yêu thích của khán giả. Nhưng doanh thu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, thể loại, gu xem phim của từng người, thì hiếu chung, phim hướng đến tệp khán giả nào. Nói đúng hơn là bất kỳ dự án nào, không riêng gì Mai, đều là một sự giải tỏa cơn khát nào đó cái tôi nghệ thuật của mình và những gì diễn ra ở chính bên trong Phương Anh Đào. Rõ ràng, trước Mai với 400 tỷ, Phương Anh Đào cũng góp mặt trong phim có doanh thu thấp, Chiếm Đoạt. Biên độ dao động cảm xúc của chị thay đổi ra sao sau kết quả trái ngược của hai dự án? Thực ra, tôi cứ bình tĩnh đón nhận mọi điều thôi. Tôi nghĩ bất cứ điều gì đến với mình đều có lý do hết. Với bản thân, những sự kiện mà mình trải qua, dù là hạnh phúc hay thách thức đều là một món quà. Đối với công việc diễn viên, mỗi trải nghiệm, tích cực hay tiêu cực, đều giúp tôi trưởng thành và phát triển. Tôi luôn quý trọng và lắng nghe mọi thứ, lọc lấy những bài học, kinh nghiệm để áp dụng vào công việc của mình về sau. Không chỉ giải tỏa cơn khát về doanh thu, Mai cũng giúp chị chạm vào giấc mơ ngôi sao phòng vé. Tôi nghĩ những mỹ từ như trên sau khi một bộ phim công chiếu đều từ chính khán giả ưu ái trao cho. Còn ở góc độ diễn viên, mình chỉ biết nỗ lực và cố gắng trong hành trình sắp tới thôi. Với Mai, tôi không cần phải vay mượn câu chuyện cá nhân hay cảm xúc từ bên ngoài. Mình đã hoàn toàn sống như thể là Mai. Mỗi ngày quay cho đến mãi những ngày sau đó, tôi luôn tự nhủ, Phương Anh Đào là Mai. Anh Trấn Thành khó tính và đầy thử thách. Sau Mai, khán giả bắt đầu tìm kiếm tên của chị trên các nền tảng social với những cụm từ như Phương Anh Đào là ai? Phương Anh Đào từng đóng phim gì? Nhưng trên thực tế, chị đã đóng phim 6 năm. Với chị, điều này nên vui hay buồn? Sau khi Mai công chiếu, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn. Khán giả bày tỏ rất thương Mai, rồi cảm thấy suy quá, lụy quá và đều cầu chúc cho Mai hạnh phúc. Tôi cảm thấy tình cảm mọi người dành cho mình quá lớn. Cuối cùng, khát khao lớn nhất của một người đó là được hạnh phúc, được trải lòng, thấu hiểu và yêu thương. Có thể tính đến thời điểm hiện tại, đây vai diễn chạm đến khán giả nhất của tôi. Khi mà từ sáng đến tối, bất kể khung giờ nào, tôi cũng thấy tâm tình qua tin nhắn từ khán giả. Nếu xem Mai là một đỉnh núi mà chị đã chinh phục được, khi đứng trên đỉnh, chị nghĩ nhiều nhất về ai? Có lẽ tôi nghĩ nhiều và mang ơn anh Trấn Thành. Trong công việc, anh Thành khó tính và luôn đầy thử thách. Điều đó khiến tôi phấn khích và muốn chinh phục những thử thách đó. Nhớ lại hành trình với Mai, mỗi ngày đi làm, tôi và các diễn viên khác luôn sẵn sàng trong tư thế nhạc nào cũng nhảy, tập trung cao độ để ứng biến. Giống như mọi người cũng đã chia sẻ, anh thường thay đổi kịch bản và chi tiết nhỏ, nhưng khung cảnh chung luôn giữ nguyên. Tuy nhiên, khi đến hiện trường, anh Thành là người luôn cầu toàn, muốn có những cảnh quay sâu sắc nhất và phản ánh được sự phát triển của tình huống qua từng ngày khi mọi người đang sống với nó. Mọi người cũng phải tập lại từ đầu một cảnh nào đó dù đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.
nhưng điều đó làm tôi cảm thấy hứng khởi và phấn khích. Gần như mỗi cảnh mà anh Thành gọi là Đinh sẽ mang lại một hơi thở mới, một sự thú vị đặc biệt trên phim trường. Còn sau đỉnh núi sẽ là... Từ khi bắt đầu đến hôm nay, cốt lõi của tôi khi đến với điện ảnh là khao khát tìm hiểu và phát triển bản thân thông qua công việc này. Qua mỗi dự án, tôi đều có cơ hội trưởng thành và kết nối tốt hơn với bản thân, từng bước khám phá những khía cạnh mới trong tâm hồn và kỹ năng diễn xuất. Điều tôi mong muốn là được tham gia vào những vai diễn mà mình cảm thấy có thể truyền đạt năng lượng và cảm xúc, suy ngẫm. Tôi muốn mọi người có thể nhìn thấy một phần của bản thân trong nhân vật của mình, đồng cảm và chia sẻ những cảm xúc, tình yêu thương, cũng như có thể cùng nhau chữa lành. Mỗi dự án mà tôi tham gia lại mang đến cho mình một lớp học mới. May mắn là từ khi bắt đầu theo đuổi điện ảnh, tôi luôn được làm việc với những ekip chuyên nghiệp, mang lại cho tôi những bài học đặc biệt. Quan sát và học hỏi từ những điều nhỏ nhặt, từ con người xung quanh cũng là phần không thể thiếu. Điều này giúp tôi hiểu sâu hơn về sự đa dạng của con người và làm cho diễn xuất của mình trở nên đa chiều hơn. Nếu nói chị đã vượt mặt Ninh Dương Lan Ngọc, Cai Ti Nguyễn, Nhã Phương, liệu có đúng? Mỗi người đều là một đóa hoa rất riêng biệt và có hành trình nở rộ khác nhau. Tôi thường so sánh với chính mình của ngày hôm qua, của vai diễn, dự án trước để tự rút kinh nghiệm, hơn là so sánh mình với một người nào đó. Tôi bớt bốc đồng và nữ tính hơn. Ngoài phim, thế giới của Phương Anh Đào thế nào? Tôi cũng sống đơn giản, bình thường như mọi người thôi. Thời gian rảnh rỗi thì học thêm các kỹ năng mới để phục vụ cho diễn xuất. Có vẻ hơi nhàm chán nhỉ? Mỗi người sẽ có cách tận hưởng cuộc sống riêng của họ. Với tôi, cái gì cũng có giá của nó. Quan trọng là mình có thoải mái và hài lòng hay không. Việc sống tối giản, bình lặng và hướng nội cũng có nhiều điểm tích cực mà. Tôi tận hưởng điều đó và không thấy nhàm chán đâu. Tôi chỉ cứng nhắc và khô khan với những điều mình không hứng thú. Còn nếu phấn khích với điều gì, tôi sẽ dễ dàng bày tỏ hơn. Vậy điều gì khiến chị phấn khích nhất? Ví dụ như ba mẹ mình vui thì mình cũng thấy vui. Hay công việc của mình phát triển khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Tôi luôn cân bằng được công việc và cuộc sống để mình luôn ở trạng thái thoải mái. Sau 30 tuổi, chị thấy mình thay đổi ra sao? Bớt bốc đồng và nữ tính hơn, cười. Trước đây bản thân mình cũng là một người hay nghĩ ngợi. Bây giờ, tôi tránh nghĩ về những điều không cần thiết trong cuộc sống. Cái nào hay ho thì mình cân nhắc làm. Điều gì khiến mình rối rắm, ảnh hưởng tiêu cực thì sẽ bỏ qua. Cuối cùng, chị vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân ở thời điểm hiện tại. Ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống. Tôi chỉ mong bản thân cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.